Lột máy cơ xin chào toàn thể các anh em quý vị và các bác nha. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2024. Cửa hàng lột máy cơ chúng em lại mới dọn rửa xong một lô máy cơ xích và hôm nay thì quay giới thiệu cho anh em. Anh em nào có nhu cầu muốn mua máy cơ xích hàng siêu vip, siêu đẹp nhá thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em ngay để đặt hàng. Đấy và hình thức mua hàng của bên em thì sẽ không cần phải bác anh em phải cọc trước và anh em chỉ cần ưng con nào trong video ngày hôm nay á chỉ cần để lại cho em thông tin địa chỉ cũng như số điện thoại thì em sẽ đóng hàng gửi đến tận nhà cho anh em. Hàng tới nhận hàng kiểm tra hàng tép nổ rồi mới thanh toán anh em nhé Đấy. Và đánh dấu ký tự là hôm nay là lô chữ Y. Và đây là cái tờ giấy này em dán lên từng cái phần tay cầm của cây máy. Đây, con nào cũng đều có cái dán tờ tờ giấy này nhá. Đấy. Ví dụ là em đây để ghi là chữ Y1 này, đây là Y2 này, Y3 cho tới Y10 nhá. Đấy. À, cứ lần lượt theo số thứ tự thế thôi. Um, anh em ưng con nào ấy, thì chỉ bảo là anh muốn mua cái con i1 hoặc là con i2 là được anh em nhé đấy thì anh em ưng cái con nào thì anh em chỉ đọc cho em cái mã như thế là thôi còn nếu mà anh em mà đọc cái mã máy ấy, thì đôi khi cửa hàng chúng em rất khó phân biệt và cửa hàng chúng em lên thì rất là nhiều video đấy thì chỉ cần đọc cho em là anh muốn mua cái con i mấy i mấy là được anh em nhé và đây là giá thành của cây máy nhá đây công khai giá trên video luôn công khai giá trên video nên anh em mua hàng hoàn toàn yên tâm nhá đây giá thành của cây máy này tất cả đây đều ghi giá rồi thì giá này ạ thì sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà nhá và tặng kèm cho anh em là một tip màu buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng đấy tất cả con nào thì cũng đều có được quà tặng kèm như thế và bảo hành 6 tháng hết anh em nhá rồi đầu tiên là con i 1 i 1 thì con này thì nói chung là bán giá cực kỳ rẻ cho anh em công suất lớn để cho anh em về sử dụng khai thác keo khai thác tràm được luôn anh em nhá con này thì máy to công suất lớn to nhất trong lùng máy ngày hôm nay À, con này thì với cái công suất của nó lên đến là 52cc <laughs> Đó, Nhưng mà đặc biệt ý, thì con này thì nó là hàng máy mới chứ không phải là hàng máy bãi anh em nhé Đấy, còn cái từ cái con i2 này i2 cho tới con i10 kia đấy là 100% đây là hàng một bãi 100% nhá riêng cái con i1 thôi riêng cái con i1 này là máy mới thì để cho anh em bán với cái giá rẻ cho anh em nào mà về sử dụng ít sử dụng gia đình Nói chung là nhu cầu là sử dụng lâu lâu mới bỏ ra cắt chơi chơi ạ thì lấy con này cực kỳ hợp lý nhá. Giá thành thì cực kỳ rẻ cho anh em. Con này là thương hiệu Nakata có chụp giật trợ lực cho anh em này. Lam của nó lên đến là 55 cm, phần mặt cắt còn lại là 50. Đây xích là xích mới, lam là lam mới luôn. Máy là máy mới 100%. Đó. <laughs> bán với cái giá này thì em phải nói là cam kết là bán giá rẻ nhất trên thị trường cho anh em luôn nhé. Tháo chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Rồi công suất của con này thì khá là to Công suất 52cc Đường kính chai bít tông của con này là 45mm Đấy là đường kính chai bít tông nha Đấy Rồi sẽ test nổ cho anh em nghe qua anh em nào mà có nhu cầu sử dụng ít thì mua con này về xài khá hợp lý nhá phụ tùng thay thế thì rất là dễ dàng cho anh em luôn và công suất của con này là công suất cơ lớn để cho anh em về sử dụng khai thác anh em nhá rồi uh, qua con i2 là một con máy cơ mini tay cụt cho anh em máy hàng cũng cực kỳ vip cực kỳ đẹp này thí hiệu xin đây qua 323 đấy công suất của con này nó là 32 cc giá bán là 1 triệu 850 báo ship tận nhà cho anh em và tặng kèm đầy đủ cho anh em là một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh anh em nhé. Y2, con này thì lam của nó là dài 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là xài xích mini, xích này bán trên thị trường bán mới rất là nhiều anh em không cần phải lo anh em nhá. Con này thì nó thiên về nhỏ nhẹ, cân nặng chắc chỉ tầm khoảng hơn 3 kg để cho anh em mà về sử dụng um, cắt tỉa cành, tỉa nhánh đồ linh tinh nhá, hoặc là cắt những khúc gỗ bằng bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại. Đấy thì anh em nào hoặc là anh em nào hay leo trèo trên cao cắt tỉa cành tỉa nhánh mà cầm trên cao đấy ạ mà cần một chiếc máy cơ xích mini có thể sử dụng được một tay thì con này rất là phù hợp nha và thương hiệu Sinai qua thì của hàng Nhật nội địa thì nó cực kỳ bền luôn thôi thương hiệu Sinai qua có lẽ là các bác ở dưới nhà miền Tây là có lẽ là ưa chuộng cái dòng này nhất bởi vì các bác cực kỳ thích cái dòng này luôn dòng này thì nó sử dụng rất là bền rất là ngon và phụ tùng thay thế rất là nhiều đấy có đủ sang phụ đầy đủ cho anh em, giá thành thì cũng cực kỳ rẻ cho anh em nha. Tình trạng máy móc liền máy không có bể vỡ gì nhá. đó anh em nhìn thấy tình trạng con này khá đẹp đúng không? đó anh em nhìn thấy không? Rồi rất test nổi cho anh em nghe qua. Đi nha máy móc nổ ngon lành nha anh em nhá nhớt nhớt ra xích đầy đủ cho anh em về anh em chỉ việc đổ xăng và là sử dụng không cần phải lan tan gì cả rồi qua con i3 tiếp là một con máy cơ xích cũng là hệ cơ mini và con này thì nó là đến từ nhà thương hiệu tai năng ca hàng của Nhật tiếp anh em nhá máy móc tình trạng này quá đẹp cho anh em luôn nhá công suất con này nó là 33cc 33cc lam của nó là dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm. Sử dụng là xài xích chung 91, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện mua bán trên thị trường cực kỳ nhiều anh em không cần phải lo. Và phụ tùng của con này thì nó rất là nhiều thay thế anh em nhá. Và con này có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này luôn này, có núm xăng phụ đầy đủ. Lam của con này là dài 30 phần 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nhá. Thì ca tình trạng máy móc khá đẹp luôn anh em. Nhìn này chất lượng. Đó, tem mát hầu như là còn chuẩn chỉ hết nhá. À, từ A đến Z này Nhìn con này, con này thì nói chung là cũng là hệ cơ mini cho anh em về cắt những khung gỗ bằng bắp chân, bắp đùi đổ lại hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhé. Đấy, hoặc là anh em nào muốn máy cưa mini nhỏ gọn, đấy, uh, cầm một tay hoặc là về cắt tỉa cây cảnh đồ linh tinh anh em nhé. Giá 1 triệu chín cho con này và dòng này nó là dòng cực kỳ ưa chuộng tại thị trường Việt Nam luôn. Anh em nào hầu như lấy sóng video nào cũng đều có cái thương hiệu này hết. Thương hiệu Tanaka là cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản anh em nhé. quá là ok luôn nhá cho anh em nhìn cái phần dây giật của nó này cái dây giật nguyên zin của nó ấy. nhìn còn trắng phau luôn này anh em biết rồi đấy chứng tỏ con máy này nó tình trạng con máy cực kỳ đẹp luôn cầm khoảng 90% phần trăm đấy anh em nhá anh em không cần phải lan tan nhìn phần lam xích này quá đẹp đúng không anh em lam xích nguyên zin của nó luôn tình trạng con máy này sưu tầm như mới luôn anh em nhá giá 1 triệu chín bán giá thì cực kỳ rẻ cho anh em luôn rồi qua tiếp là một con máy cưa con này là cũng hệ cưa mini nhưng mà dòng này thì nó thiên về tay dài Tại sao mà nó thiết kế tay dài ấy ạ? Như con này thì nó là hệ tay cụt anh em nhé. Người ta hay gọi là tay cụt. Còn con này thì công suất thì nó cũng chỉ tương đương với con như cái kia thôi. Nhưng mà các này thì nó thiết kế cái phần tay cầm này nó dài ra như thế này. Thì cái này có tác dụng để cho anh em nào mà anh em chuyên sử dụng cắt ở dưới đất anh em nhé. Anh em nào mà hay đứng ở dưới đất để cắt ấy ạ không hay leo trèo trên cao thì lấy con này cho nó hợp lý nhá. Lấy con này thì về sử dụng cho nó thoải mái. Bởi vì nó cầm nắm được hai tay nên là khi anh em sử dụng thì nó sẽ giúp cho anh em nhẹ nhàng hơn là anh em cầm một tay đúng không ạ một một tay nắm ở đây một tay nắm ở đây để bóp ga thì rất là thoải mái cho anh em luôn công suất cũng nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình à, cắt những khu gỗ bằng bắp tay bắp chân bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhé đường ký khung gỗ khoảng tầm 15 đến 20 cm thì đó đấy còn nó bước sang phụ này lam con này là dài 35 cm phần mặt cắt còn lại là 30 anh em nha có sử dụng là xài xích mini và xích này mua bán trên thị trường rất là nhiều anh em không phải lo thương hiệu Hitachi là cái thương hiệu mà có lẽ là anh em nó không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không nha anh em nào mà hay đi xem máy múc máy miếc đồ linh tinh nha cái thương hiệu Hitachi này thì nó chuyên sản xuất về những cái uh, cái đồ như thế đó những cái máy múc hoặc là máy ủi đồ linh tinh đấy ạ đó làm ở ngoài công trường đấy ạ rồi con này nó sử dụng là hai ốc chân lam bạn trực tiếp vào khóa 10 này giá bán cực kỳ rẻ luôn một triệu tám cho anh em về sử dụng gia đình anh em nhá con này thì để cho anh em mà hay về sử dụng cắt củi đồ nấu rượu đồ linh tinh anh em nhé Cắt củi nấu rượu đồ linh tinh hoặc là anh em nào về sử dụng gia đình Hoặc là anh em nào mà về dọn vườn dọn rẫy nhá Cầm một chiếc máy cưa mà cầm nhẹ như lông hồng thì con này rất là hợp lý cho anh em Y4 giá 1 triệu 8 1 triệu 8 thương hiệu Hitachi hàng của Nhật Bãi anh em nhá Rồi qua con y 5 là một con máy cưa xích cũng là thương hiệu Tananka Đấy, thương hiệu Tananka anh em nha Và tình trạng con này cực kỳ đẹp cho anh em luôn này Công suất 33cc thương hiệu Tananka hàng của Nhật Bãi anh em nhá Con này thì lam của nó là dài 40cm Phần mặt cắt còn lại là 35 Đấy, thương hiệu Tananka xích là sử dụng xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều Đấy, làm, làm nguyên zin của nó xích là xích nguyên zin của nó con này đặc biệt có núm bấm xăng phụ đầy đủ này tình trạng máy móc này anh em nhìn không? quá vip đúng không anh em nhìn con này thì nó là hàng như mới luôn anh em Đấy, nhìn phần ốc ác này cho anh em nhìn phần ốc ác này ốc còn bảy màu nguyên anh em nhá công suất 33 cc cho con này đây made in japan này hàng của nhật anh em nhá hàng của Nhật Bãi và tình trạng máy thì đẹp như vip luôn anh em. Thì con này giá bán 2 triệu đồng bao ship tận nhà cho anh em. Về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại anh em nhé. Cho anh em về sử dụng gia đình. Nói chung là về cắt tỉa vườn nhà đốn tinh hoặc là anh em lâu lâu mới có thể sử dụng đấy ạ. Thì con này rất là hợp lý nha. Cân nặng thì nhẹ chỉ tầm khoảng 4 kg hơn 4 kg một tí xíu thôi. Một dây giật này. Khoan đã cho anh em nhỉ. Anh em nhìn cái phần dây giật này anh em nhìn thấy chưa? Quá đẹp đúng không anh em? Nhìn dây giật nguyên zin của nó đấy ạ còn trắng phao nguyên, Đấy, máy móc nổ rất là ngon lành anh em nhé hàng cam kết cho anh em là tới tay anh em sử dụng thì anh em chỉ việc đổ xăng vào là giật nổ thôi, không cần phải mất ma thêm bất kỳ cái gì nữa anh em nhá. Không cần phải căn chỉnh hay là sửa chữa gì cả. Rồi, qua con i6. Ờ i6 là một con máy cưa cũng là hệ cưa gia đình tiếp nhưng mà con này thì nó là hàng siêu vip đến từ nhà Makita. Nhà Makita thì cái thương hiệu này có lẽ anh em nào mà sử dụng cái phần những cái đồ dùng tay cầm giống như kiểu là máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt đồ linh tinh nha thì cái dòng này thì nó là hàng cực kỳ chất lượng nha và dòng này là dòng chính hãng của nhà Makita và dòng này nó là hàng của Nhật Bãi anh em nhé giá 2 triệu 250 ngàn 2 triệu 250 ngàn anh em nhé bao ship tận nhà cho anh em đấy và con này thì có trục giật trợ lực đầy đủ này đó thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nhé đó có núm xong phụ đầy đủ này làm con này dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 Lam còn chữ Makita luôn này Xích là xích chung 91 Xích chung chung sản phẩm của máy cơ điện Lam dài tổng thể mặt cắt là 35 Còn tổng thể độ dài là 40 anh em nhá. Công suất cũng là 33cc cho anh em nhìn phần này Tem mát hầu như còn chỉ như Makita 10 333 Và cái dòng này thì anh em rất là ưa chuộng và thích sử dụng luôn anh em anh em cực kỳ ưa chuộng hầu như là cửa hàng chúng em lên sóng thì các bác chốt cái dòng này rất là nhanh anh em rất thích mua cái dòng này em đấy người ta sử dụng cực kỳ ngon nên là người ta mới tin tưởng Mà người ta mua rất là nhiều đấy hầu như lên sóng là bán sẽ cực kỳ chạy với cái dòng này luôn nhá đấy, ốc này anh em nhìn đâu ốc còn quá đẹp luôn anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại anh em nhá đường kính khúc gỗ đấy ạ Rồi con y 6 giá 2 triệu 250 ngàn Rồi bắt đầu từ con y 7 này y 8 này y 9 i10 Thì đây là những cái con máy để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp đây anh em nhá Sử dụng chuyên nghiệp Rồi đầu tiên là con i7 Con này là một con máy cơ xích thương hiệu Echocorit hệ nòng đứng cho anh em với cái công suất là 35, phải mấy cc đây. 35,8 cc nhá, làm tròn thành 36 cc luôn anh em nha. Nó là 36 cc rồi và cân nặng đầu máy không của con này nó rơi vào tầm 4 kg tư và cả lam xích vào nữa thì nó tầm khoảng 5 kg anh em nhá. Đấy và con này đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Cái chụp giật này là chụp giật trợ lực này. Có núm ôm sang phụ đầy đủ cho anh em này. E gió của nó thì ở đây. Đó. Con này đặc biệt xài hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13. Và <laughs> lam là đầu mũi nhọn, đầu latin anh em nhá. Đầu latin mũi nhọn đấy để cho anh em nào mà về mà gọi như là xài điêu khắc thì rất là hợp lý cho anh em này xích là sử dụng xích mini chữ là chữ echo Curie. đó cho anh em nhé con này là giá bán là đang là 2 triệu chín trăm ngàn dòng này thì để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhé sử dụng gia đình chuyên nghiệp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại thì con này là cực kỳ hợp lý luôn Đấy, và tình trạng con này là hệ máy cưa nòng đứng cân nặng cả lam xích cả máy móc cả nhớt nhau thì nó dao động tầm khoảng 5 kg anh em nha công suất của con này là 36 cc anh em nhá, 36 cc. Đấy. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm anh em nhá. Rất là hợp lý đúng không anh em? Giá 2.95.000 cho con này. là đầu làm Latin luôn anh em nha làm xích nguyên zin của nó đầu là đầu Latin luôn anh em anh em thấy chưa và đầu Latin khá là dày dặn và con to bản anh em không cần phải lan tan rồi qua tiếp là con i8 là một con máy cưa cũng là đến từ thương hiệu xin đây qua 352 đấy làm xích quá đẹp cho anh em luôn nha con này thì công suất nó cũng tương đương với con i7 công suất nó cũng na ná giống nhau anh em nhé công suất 36 cc cho anh em và đặc biệt con này xài hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13A tiếp này anh em. Lam của con này là dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 cm. Sử dụng là xài xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đây phần mặt tiền của nó đây anh em. Tình trạng con này khá đẹp luôn anh em nha tình trạng như mới luôn anh em. Con này thì công suất để cho anh em và vòng tua con này thì nó là vòng tua mở để cho anh em nào mà với nhu cầu về sử dụng gia đình chuyên nghiệp thì anh em sử dụng con này rất là hợp lý nha anh em cắt thì cực kỳ hợp lý và lốc con này nó là sử dụng là lốc hợp kim nhôm nhé anh em nhé lốc này là lốc hợp kim nhôm này chứ không phải là lốc nhựa đâu anh em ạ à. đấy lốc này thì nó có tác dụng khi mà anh em với cái sử dụng mặt tần tại sao mà em nói đây là sử dụng gia đình chuyên nghiệp bởi vì cái gia đình chuyên nghiệp ấy thì có cái tần suất anh em sử dụng rất là nhiều đúng không anh em đấy nhà gỗ củ nhiều và sử dụng gia đình liên tiếp liên tục thì cái lốc hợp kim nhôm này nó sẽ giúp cho anh em là nó chịu nhiệt được tốt. đôi khi anh em cắt nhiều ấy thì máy nó sẽ tình trạng bị nóng. thì cái lốc hợp kim nhôm này thì nó sẽ giúp cho anh em là có chịu tải chịu nhiệt được chất lượng anh em nhé. đấy, nó ăn tiền này cái lốc đấy là như thế. đó và tình trạng con này là khá vip ở thương hiệu qua thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và vòng tua này nó là vòng tua máy là vòng tua mở anh em nhé. nên là, à, giờ thì em sẽ giật test nổ cho anh em nghe qua để cho anh em ấy trải nghiệm thử xem là cái cái, cái tiếng nổ của con máy này nó vip như thế nào anh em nhé nổ nghe cực kỳ rát tai luôn anh em Đây, em chỉnh gang tí nó hơi bé một tí ngon đúng không anh em rồi thương hiệu xin đây qua anh em nhé đây dòng này nó là dòng made in japan này anh em anh em nhìn đi chưa made in japan hàng của nhật đây anh em hàng của nhật bãi anh em nha tình trạng máy móc khá vip luôn rồi và bây giờ qua con y 9 và con y 10 là hai con máy cưa đến từ nhà thương hiệu estin hàng của đức này đầu tiên là một con máy cưa estin 170 c chụp giật trợ lực à, làm thì còn chữ estin luôn anh em nhé made in germany này anh em đó, xích là sử dụng là xài xích chung 91 con này thì giá bán 3 triệu 300 ngàn Và thương hiệu này thì nó để cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha Con này thì công suất của con này nó làm 32cc Và đường kính trên piston tông của nó là 37 ml Đây, Cho anh em nhìn phần chi tiết bên trong này Điện zin này, nòng zin này, buji zin này Chế hòa khí nguyên zin hết 100% anh em nhá Tình trạng con này là khá vip, khá đẹp luôn anh em Cho anh em nhìn này Con này xài hai ốc chân lan Vẫn trực tiếp bằng khóa 19 Đấy Con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha với cái tần suất mà anh em sử dụng gia đình thì uh, hoặc là anh em muốn một máy cưa chất lượng giá thành không thành vấn đề chỉ quan trọng là hàng chất lượng thì con này anh em sử dụng hết chê luôn anh em nhé hàng của đức thì nó là cực kỳ nổi tiếng rồi có lẽ là anh em nào am hiểu về máy cưa thì không còn xa lạ về cái thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em đây tem mát hầu như là còn chỉ chỉ nguyên anh em nhé bồ còn đẹp nguyên này đó tình trạng khá vip luôn con này tình trạng thì tầm khoảng đến 90% phần trăm đấy anh em ạ ốc này ốc á còn trắng phau luôn anh em nhé nhầm nhìn thấy chưa ô dẫn tét nổ này à. 10 s 170 c nha, hàng có tích hợp bộ chủ giật trợ lực cho anh em về cho anh em sử dụng gia đình đấy anh em nha. Đấy, con này thì lam của nó là dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm. Thì công suất nó là 32 CC để để hợp lý cho anh em nằm và về sử dụng gia đình. Đó. Rồi và đây là khai thác tầm trung đây anh em. Khai thác tầm trung một con siêu vip đến từ thương hiệu Steinmet, Germany. Hàng của Đức tiếp anh em nhá, thương hiệu Stein 021 này. Đó quá vip quá đẹp rồi nhà nha có núm sang phụ đầy đủ này cho anh em nhìn phần ốc này u sổ con ốc này còn vàng ươm luôn anh em ạ tình trạng quá đẹp quá vip luôn lam của nó là dài thì phần mặt cắt thì cái này thì nó không biết là bao nhiêu đây thì em ướm ướm nha tầm khoảng uh, chắc được khoảng hai găng tay đấy đúng hai găng tay dư luôn đấy là phần mặt cắt nha phần mặt cắt được khoảng hai găng tay thì chắc phần mặt cắt thì này thì được khoảng tầm 40 cm còn tổng thể độ dài thì nó tầm khoảng 45cm Sử dụng là size xích chung 91 Đấy, tình trạng con này nắm giật to bản này Tay giật nắm giật to bản cho anh em nhá Thương hiệu hàng của Đức Tình trạng máy móc đẹp 90% cho anh em luôn Đấy, cho anh em nhìn này Phần ốc này Úi sổ, phần bồ này Quá đẹp cho anh em nhá Con này thì giá bán vẫn vậy Máy đẹp nhưng giá bán vẫn thế Không thêm không bớt Thắng xích khóa xích sử dụng giá 3 củ 8 cho anh em nhá Đó, hàng này là hàng của Đức địa ạ Chuẩn zin đét đèn 100% hàng tới anh em mà tìm, tìm ra kiếm ra một cái nào mà bảo là hàng đã thay thế rồi cả chúng em xin phép cho anh em tặng anh em luôn cái máy anh nhìn phần máy này con này là hàng siêu vip luôn siêu vip có trong lô ngày hôm nay anh em nhé hôm nay thì lên toàn con máy đẹp cho anh em đây dây giật này dây giật nhá còn chẳng phao nguyên này anh em biết rồi hàng này là hàng siêu vip đấy ạ <laughs> cái con này thì nó là công suất của con này nó là 40 cc nhá và đường kính xe bít tàu của con này nó là 40 mm. Công suất của máy dòng Stin 023 và Stin 021 thì công suất nó tương đương nhau anh em. Nó không khác gì nhau cả và linh kiện này có thể thay thế cho nhau được. Và dòng này thì hàng là hàng để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung nhá hoặc là anh em về cắt keo ở chàm cũng được. Đấy, hoặc là anh em về sử dụng gia đình có điều kiện thì lấy con này về sử dụng gia đình thì hết chê cho anh em luôn. Làm dài mặt cắt là 40 nha, còn tổng thể độ dài là 45 cm. Rồi và vừa rồi thì cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em là 10 con máy cơ xích rồi Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em ngay để đặt hàng anh em nha Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo